Mệt mỏi lắm, người đau người lắm á, mới bảo mệt mỏi trong người lắm. Suốt ngày uống rượu thì sẽ thế, nghiện rượu đấy, không có rượu nữa. Có rượu đâu mà uống, suốt ngày mới bảo nghiện rượu, có rượu đâu. Hùng đấy có cái bác uống rượu đâu. Thôi. Hôm qua bác uống ấy, nhưng mà cháu đấy, không nói gì đâu. Thấy chưa? Nhưng mà hôm nay bác uống đấy nhá. Bác hôm qua uống, chứ mày sao biết tao uống rượu? Tao lấy đâu ra tiền mà uống rượu? Bác... cái tiền của tao mà anh cũng đòi lấy luôn. Đòi à, tiền của con biết. Số nào tiền đấy, tiền của tao rồi nhé Hùng nhé, bác đấy là tiền của bác nhé. Bác đấy cho chúng mày mua gà rồi nhé. Bác có phải xin chúng mày đi uống rượu rồi nhé. Bác lâu lắm bác có được uống rượu đâu. Đây, chân tay bác mới bảo sưng đau ấy. Hôm qua bác con chó ấy đi, con đi đâu thì bác đi tìm mà bác có phải đi uống rượu đâu. Mà bảo bác đi uống rượu. Con mất 400 nghìn thế, thế thì đi đâu đi. Đấy là tiền 360 của tao đấy. Tao cho đấy. Đấy là không có tiền đủ mua gà, tao cho đi mua gà đấy nhé. Lấy con gà con vịt về để mua, tao không lấy tiền của chúng mày xin 1.000 đâu nhé. Ờ, 200.000 của con bị rách một tí ở góc đấy, con nhận ra đấy, mẹ đừng con. Hùng. Vâng, cháu biết rồi, nhưng mà hôm nay bác nếu mà... cháu nói gì đi. Bác phải, bác ở nhà là không được đi đâu nhé. Hôm nay bác, cháu trồng chỗ rau kia để cháu đi ra với mai đi tìm đồ để đi bán. Trồng rau cho con để mới nó lên thì con cắt đi bán. Trang trải cuộc sống. Mày cứ đi đâu đi đi, việc làm chỗ nào thì tao trồng làm cho. Ở nhà tiếp trồng rau cho. Chúng mày đi đâu rồi đi nhé, đừng mà nói đi ra ngoài nói bảo mẹ mai uống rượu này nọ, nhớ chưa Hùng? Vâng, bác không phải uống rượu đâu. Bác có uống rượu bao giờ đâu. Vâng. Bác không nghiện rượu đâu. Cháu biết bác không uống ấy đâu, không uống rượu đâu, nhưng mà hôm nọ là thấy bác nằm ngủ ở đấy là... Bác ngủ ở đâu, bác đi tìm con Lulu xong. Bác ngủ, bác không phải ngủ, bác bảo bác là cứ đi đi thế, khóc hoa mắt người xuống cho là bác im ở chỗ gần vỉa đường, bác im như thế bác có phải ngủ đâu mà bảo bác say. Thì cháu biết rồi, nhưng mà bác bây giờ hôm nay bác phải hộ cháu làm chỗ kia để cho nó xong đi nhá. Chỗ còn có một cái túi rau nó chưa được trồng. Được rồi, đi bác cái làm cho đấy. Nói như Hùng, mẹ còn nghe được. Thôi đi mẹ không phải hét nữa. Con biết tính mẹ như nào, con ở 19 năm con ở với mẹ con biết mà. Xong.
cháu đi sớm với mai đi sớm rồi. Rồi con đi vào trong đấy lấy gói rau cho mẹ. Cháu đi chợ xem có gì mua cho bác với nhé. Vâng, tí cháu tìm đi lấy hàng, tìm hàng lấy đi bán cho là có gì bà lấy hàng về cho bác với nhé. Đồ ăn về cho bác với nhé. Vâng, vâng. Con biết rồi. Lấy rau đấy nhé. Vâng, em lấy rau. Đấy, Hùng thì biết rồi, bác thì không như người khác đâu. Hùng nói thế bác con nghe được đấy. Đây, cái gói rau này mẹ biết trồng kiểu gì chưa? Cuốc đất lên, đánh cho tôi. Không phải học tao. Xong là mẹ đeo cho con nhá. Tao có biết làm. Còn một gói rau này ơi, con mua để bác ở nhà nhé, mẹ con đi ra ngoài đấy nhá bác nhá. Vâng. Bác ở nhà nhá. Mày... sao mà bảo bác ra ngoài, bác có ra ngoài đâu. Mẹ ở nhà. Là con Lulu đi chơi xong bác rồi, con Lulu mất thì bác đi tìm con Lulu về xong bác mới bảo đi đi như thế. Xong là bác hơn hoa mắt chứ bác có phải uống rượu uống gì đâu. Con Lulu nó đang ngủ trong cái bọn đấy, bọn ở đây đấy Hùng à. Bọn đấy toàn nói không cho bác thôi. Bọn nói không cho bác không được uống rượu đâu nhé. Đừng nghi bác nhé. Trông con Lulu cho con nha mẹ nha, con Lulu nó đang ngủ kìa. Vâng. Làm chỗ nào chỉ cho bác nhé. Đâu làm đâu, chỗ nào chỗ nào. Chỗ nào. Thế bác ơi, bác làm chỗ vườn rau chỗ này này. Làm chỗ nào? Đấy, cho con. Hết cỏ này đi cho con nhá. Làm bên này à Hùng? Vâng, không phải là con Mai bảo tao. Hùng làm chỗ nào? Cháu cuốc cái gì rồi nhưng mà chưa rau để trồng. Cuốc bên này à? Vâng, này. Còn cuốc thì tôi biết làm hết rồi. Chẳng qua là cuốc làm nhiều hay làm ít thế thôi. Vâng, bác cứ làm đủ cái gói rau này là được rồi bác. Gói này to thế là làm một luống cũng không đủ. Làm phải tầm 3 luống cái quái rau to, quái to này đấy. Tiền quái này mua bao nhiêu đấy cháu? Con mua 40.000 đấy. 40.000. Quái này mua 40.000 à? Vâng. Đánh cho tôi ra. Bác cứ làm đi nhá. Vâng. Thế tí nữa bác quái hết cái này cho. Vâng. Tí bác làm 2 luống luôn, cái quái này phải được 2 luống. Vâng. Tôi đất ra nhá. Thế này mua ở đâu ấy? Cái này con đi mua thôi, con đi mua ở tận tít làm chứ. Mai đi mua thôi, không phải cháu mua đâu. Ở đây một cái rau này nó ăn bổ máu mình đấy, con bổ máu có cái ngon đấy cái rau này. Vâng, rau rau bổ máu mà biết rồi. Đây. 40.000 nhỉ? Vâng, bác ở nhà nhé. Vâng. Đi đi. Đi nhanh này nhanh nhé, mua cái gì cho tao ấy nhá. Vâng. Đi tìm được hàng không mua lấy cái gì về cho tao ấy. Được rồi. Hai thằng mày. Bây giờ tao giả vờ giờ vâng mới may thôi rồi tới làm thế rồi Hùng à. Bây giờ trước hết thì tôi mấy hôm nay tôi phải Hùng bảo cái gì thì tôi mới hộ để cứ làm đã, để hai hôm nữa cho lấy hôm nữa lấy thằng Nguyên xuống, còn là hiện trường thằng Nguyên cũng không khai tao ra. Nếu mà khai tao ra thì lúc đấy có thằng Hùng bao che hộ tao, bây giờ tao mới phải năn nỉ thằng Hùng là mới bảo thằng Hùng tốt thế này thế nọ thôi. Riêng cái mặt thằng Hùng quá còn lâu tao mới tốt, tôi không tốt với Hùng đâu mà tôi cũng không cho lấy con gái của tôi đâu. Xong cái vụ này tôi không phải tha thứ mày đâu Hùng à. Tôi đã chế rồi, Hùng cũng tin mình lắm rồi. Hùng bây giờ này trời thế rồi, lúc thì nắng lúc thì mưa. Hùng bảo mình làm từ đây xuống đây. Giờ này sao được cốc gì uống vào một hai ly cũng có khỏe người ra. Thằng Hùng cũng thế rồi, con trai nhưng mà nó sao không uống rượu nhỉ. Mình cũng thế thôi, ngày xưa mình có nghiện rượu gì đâu, mình là tại ấy, tại thằng chồng mình thôi, bố của cái Mai đây đi công ty cũng không về, sao là mình cũng nghĩ một mình chán lắm mình mới uống rượu vào, lấy rượu để làm bạn, mà bây giờ mình không có rượu mình không ở được, chân tay khác run khác mệt mỏi, có rượu vào thì mình
uống một hai cốc thì mình làm việc thì mình làm khỏe luôn. Mệt thật. Giờ mình cũng chả có tiền để đi uống rượu đâu. Hôm qua có 3.6, còn mai cũng đã lấy rồi. Chính thằng Hùng ấy mình còn giữ ra được, thằng Hùng nó không làm gì. Như con nãy, tiền này tiền của con, tiền của con. Nó biết đấy, cái tờ tiền rách một tí ở cạnh cái góc nó còn biết vào tờ tiền của nó. Con Mai tinh mắt lắm, từng cái tờ tiền kiểu nào nó cũng biết hết. Thằng Hùng là được mình như thế. Mày thế này, giờ mình có một cốc rượu uống. Bây giờ cũng chả có cái gì để đi bán. Cái nhà con Mai chả có cái gì để đi bán, không có gì để lấy đi bán đâu. Làm đấy, cũng làm đấy. Tại ngày xưa mình ở với chồng mình có thấy nghiền rượu như thế bao giờ đâu. Bây giờ không có chồng mình mới thế thôi. Không có chồng thì mình lấy cái rượu ấy, cũng lấy cũng rượu vào mình làm bạn thôi. Mình á, nói với thằng Hùng cái gì thằng Hùng cũng vâng vâng dạ dạ với mình rồi. Chẳng qua là con Mai thôi. Hùng ấy bảo là mình xin 20.000 đi mua tí rượu về đắp thuốc đắp người. Hùng cũng bảo cho mẹ 200 đi. Tại con Mai mình ấy, con Mai mình tính mắt đấy. Đây. Đây, 400 của con á. Đây, cái tờ này đây, rách ở chỗ này đây là tiền của con. Đã phải tội gì làm. Mệt mỏi vào, lâu lắm mình cũng không làm việc rồi. Ở nhà mình đàn đúng mấy bạn với bè uống rượu. Đi tìm đồ. Nhưng mà mình ngày xưa có con gái ở nhà, bao nhiêu bắt con gái đi theo làm cơ, đi rừng đi gì cũng cho con gái đi theo. Giờ mình không có bạn có bè để đi rừng, mình cũng không có gì để uống rượu các thứ, mình mệt mỏi mình mò xuống mình trộm tiền họ thật luôn. Nhưng mà con Mai nó tính mắt lắm. Thằng Hùng thì khờ khạo lắm. Không tính mắt bằng con Mai nhà mình. Đó, tội là mà sao mình ngồi một tí đấy, nghỉ một tí đã, lâu lắm không được làm việc cũng mệt lắm rồi. Tội gì mà làm. Tại con Mai mình ấy, nếu mà mình ấy, ngủ trưa thằng Hùng nó ngủ thì ngủ nó cũng không nói đâu. Mày con Mai mình thôi mà. Tội gì mà làm nhiều cho đâu. Bao nhiêu ấy, tại thằng Mai, đứa Mai mình thôi. Còn thằng Hùng á, mình nói nó cũng nghe mình thôi mà. Tại là tại con Mai đó mà. Tao đéo tội gì mà làm. Hôm qua thế rồi. Nó đi rách quần áo cho mình, nó cũng phát hiện ra cái 3.6 của nó vào tiền của nó. Mày nó giặt nó biết. Nhưng mà mình cũng thế, nhưng mà hôm đấy mình uống say thật đấy. Đầu tiên mình mà uống một cốc thôi, chủ quán một cái ruốc cái rượu còn uống cũng thấy mặn thật, nặng thật luôn, cho mình say hết. Nhưng mà rượu đấy uống thơm ngon, nói đến rượu thì mình cũng thèm lắm rồi. Giờ này sao được một cốc mà uống này. Anh thấy mùi rượu mà, nhưng mà em hình như bây giờ thấy hiền hơn xưa hay sao ấy, thấy không? Em thấy thế không? Hay là như nào? Em vẫn tính như thế đây, nhưng mà chắc là tốt ra anh thôi. Anh thấy nghi cái gì?
đấy của em là em biết tiền của em kiểu gì đấy. Em đi bán nó là tiết kiệm từ kiểu gì đấy biết. Em hiểu thật đấy bạn ơi. Bây giờ anh không biết là tiền đấy là chắc chắn là mẹ em lấy của mình với anh với em rồi, nhưng mà bây giờ em bà ấy lấy rượu về uống như thế anh không biết được đấy. Sao mẹ em nghiện rượu lắm mà không biết đâu. Em ở cùng mấy năm em biết mẹ em nào nghiện rượu xong là toàn ngủ ở bờ đường, có lần là ngủ ở bờ đường, có lần ngủ ở bìa rừng ấy. À, có lúc thì ở rượu, lúc thì ngủ ở quán họ ấy, em phải tự đi lấy. Tí việc rồi mình toát hết cả mồ hôi đấy, mình thơm mùi rượu thôi. Thằng Hùng này mùi lắm bác ạ, à, mùi rượu lắm, mẹ cái mùi rượu nặng nặng. Con Mai mình nói thế, thằng Hùng nó cũng nói nhẹ nhàng với mình mà mùi rượu lắm bác ạ, à, thơm rượu à, thơm chứ có phải mùi đâu. Thằng Hùng ấy, con Mai nó còn cất tiền ở đây không nhỉ, cho mình tìm xem. Không có rượu mình không ở được đâu. Ngày xưa mình á, có bố con Mai nó ở nhà, mình không nghiện rượu đâu. Tại bố con Mai đi 2, 3, 4, 5, 6 năm nay rồi, mình ở không có chồng có gì để nói chuyện cùng, tâm sự cùng. Mình đi đàn đúm uống rượu, có bạn có mẹ mình đi uống rượu đàn đúm, mà bây giờ mình nghiện rượu mình không bỏ được rượu đâu. Mình bảo thằng Hùng ấy, mày bỏ được con Mai thì tao bỏ được rượu, mày bỏ được Hùng đấy, Mai à là tao bỏ được rượu. Nhưng mà mình nói chung là cho con Mai bỏ được Hùng thì mình cũng không bỏ được rượu đâu. Đã nghiện rồi, ngấm rồi, không bỏ được đâu. Không có rượu ấy, bây giờ run hết cả người này, mồ hôi hết đây này. Tìm xem này, họ đặt ở đâu bây giờ, họ cất vào đây. Tại sao? Làm gì mẹ em đến nỗi ác như thế mà đốt nhà của mình bây giờ. Thì anh không nhớ cái hôm thằng Nguyên đến nó bảo là mẹ bảo là cho anh đến làm quen yêu em à. Anh không nhớ, anh chỉ nhớ thế. Nhưng mà hình như chắc không phải mẹ em đốt đâu. Ngay cả tiền con cái còn dám lục lọi ăn trộm thế thì anh biết tính mẹ em thế nào. Hôm nay bà thấy thanh ngoan rồi mà. Vừa nãy thấy bảo thế bác tự đi làm luống rau cho. Em lát nữa mình đi bán rồi, hôm nãy làm việc không chưa? Hay là chưa làm? Ôi, công việc á, mẹ em cứ chóng cha chóng chánh anh ạ, không chịu làm đâu, ở nhà cũng thế nhá. Em đi thợ bảo là làm thế cho con mà mẹ ít phải làm. Ô, ở trong này, ở trong mấy cái khóm một bụi này, mấy khóm rồi. Bảo là làm cái này cho con để con đi chợ về con làm, ngồi lúc sau con không làm. Mình xem cất lên được con cất ở đây không, thằng Hùng con Mai. Giờ cũng thấy rồi, nó cắt ở đâu rồi. Mình cũng thế rồi, mình cũng ngu lắm. Mình nghĩ rồi, mình đã bảo rồi, đi mình không uống nhiều đâu, uống ít thôi để cho họ không phát hiện. Tại là tại mình hết đấy, uống chính mình uống ít thì họ không phát hiện đâu. Mùi nồng nặng, có mùi rượu có mùi đâu, thơm mới thấy còn mùi gì nữa. Mình sống vì rượu rồi, không có rượu mình không sống nổi đâu. Bây giờ thằng Hùng con Mai nó cất kín rồi, chắc nó lấy thịt theo người rồi. Tiền đi. Ôi nhồi hai đứa này. Cứ phải mình thôi, mình cũng ngu quá. Thế thì mình uống nó uống ít thôi. Mình uống ít thì không bao giờ say được. Mình uống quá đà rồi, hai cốc rồi. Mình uống ít thì họ không bao giờ phát hiện được mình.
giờ làm kiểu nào được. Thấy cái gì thì bán. Rồi mình uống một cốc rượu đây. Mình uống rượu quen rồi, không có rượu mình ở không được đâu. Ở chân tay mình cứ run như thế là không ở được đâu. Đấy thì đổi để uống một cốc thôi. Bây giờ mình uống phải uống khôn. Mình không cho thằng Hùng con Mai phát hiện mình uống rượu nữa. Có cái gì để đi bán được đâu. Thằng Hùng thì mình nói thì nó nghe mình. Đấy, mình lúc nào mình cũng bảo là bác không phải uống rượu đâu. Nó còn mùi rượu mình nói thế, không nói là vơ vơ giả giả thế rồi. Nhưng mà con Mai mình thì cứ nói âm cho mình. Nhà này không có cái gì để thứ gì để đi bán để đổi uống rượu được. Không có con gà, con vịt, con gì luôn. Chả có cái gì đâu. Anh ơi, nhưng mà em thấy mấy hôm nay ông chủ đất người cứ kiểu gầy gầy anh nhỉ. Ông yếu ấy, em bảo là đi mua thuốc cho ông, chắc ông sợ mình không có tiền đấy. Hồi nãy anh bảo mua cho mà, nhưng mà ông lại bảo là không lấy, không lấy. Ông mình bảo để dành dụ tiền mua gà, chứ ông không dám bảo mua cho ông thật. Nhưng mà anh ơi, lúc mà anh đi tìm nước ấy, mẹ không biết nói gì với ông chủ đất ấy, chắc là nói xấu em ra như sao ấy. Có kiểu sao thì ông bảo cho mẹ còn bảo là cái gì nghe bảo là không, mẹ lại giật mình tiếp. Anh ơi, chắc là mình nên báo cơ quan chính quyền để ban đuổi mẹ về ngay nhỉ. Con lại bắt mẹ em. Chứ em đang nghi ngờ mẹ em là chủ mưu đốt nhà mình thôi. Chắc mẹ em lại nghi ngờ hơn là còn hay bị giật mình thôi. Nhưng mà lúc anh đi thì mẹ em hay như thế, biểu hiện khác lạ hơn à? Hay là như nào? Đi đâu thì mẹ khác à? Không, anh nghĩ là không phải mẹ em đâu. Bây giờ thằng Nguyên thì họ đang giam giữ tại ở kia rồi. Chỉ cần họ đến thẩm định được cái chỗ nó làm thật sự thì họ bắt được tên chủ mưu thôi. Ngay cả hôm chính quyền hướng cho mẹ không phải thật gì. Không phải lo đâu, chắc là không phải mẹ em đâu em ạ. Nhưng mà bây giờ không anh tại vì anh thương mẹ em ấy. Ừ, nên chắc chắn là không phải mẹ nhưng em mà em thấy biểu hiện đấy là em nghi lắm anh ạ. À. Em nghi ngờ mẹ em như anh, thế đó. Em biết là anh thương mẹ em nhưng mà anh đừng có tin mẹ lời mẹ em quá anh ạ. À. Anh thấy em nhìn mà cứ cờ về xong là hay cần nói linh tan linh tinh lắm, nói lẩm bẩm ở trong mồm ấy. Là lúc lấy tiền của em kia là có khi là mẹ em lấy nhỉ? Không phải có khi đâu anh ạ, em chắc chắn là mẹ em lấy luôn, bởi vì tờ 200 đấy là vách một góc mà, có mỗi tờ đấy là vách một góc thôi ạ. Mà anh thấy mẹ em lấy tiền thì cũng không có tiền, bà ấy uống rượu thật à? Mẹ em nghiện rượu ấy, anh còn bảo là mẹ em còn đấy là mẹ em đùa anh, bảo là lấy về bóp chân bóp tay thôi. Lấy về bóp chân bóp tay đâu, nó được uống ấy, mẹ em nghiện không có rượu là chân tay run cầm cập luôn mà anh ạ. À. Thế bảo nói với anh là bảo là lấy về thì bóp chân tay thôi. Không phải đâu anh, không hiểu con người mẹ em đâu. Đến lúc cơ thèm rượu là chân tay thắt run cầm cập xong là kiểu là mặt thắt như kiểu tái thôi, mồ hôi cứ chảy nhiều lắm anh ạ. À. Anh cứ mấy ngày cứ để ý xem không có rượu là mẹ em như thế luôn. Để bán hoặc lấy cái nồi cái xe này đi rồi lấy một cốc rượu để bố tiền cả cái gì luôn, nhà chả có gì, chả có gì để bán luôn, lấy cái nồi cái xe này đi để bán được mấy rượu. À. Nhưng mà mình vẫn chưa xong kia. Sợ thằng Nguyên ấy, bây giờ họ đang tìm cái thằng chủ mưu nữa. Thì chủ mưu còn ai nữa? Là mình rồi, còn ai nữa? Thì lúc đấy thằng Nguyên khai ra thì thằng Hùng lúc đấy mình lấy cả nồi, cả sen, cả chảo đi bán nữa thì mình lại vào còn mấy năm nữa bằng trộm cắp tài sản của họ đi bán. Không được, mình không làm nữa. Đây là chủ mưu là mình rồi. Bắt cho thằng Nguyên đốt nhà rồi. Khai ra lúc đấy là khai ra là đây, mẹ của cái Mai đốt nhà, bảo tôi về tốt nha, yêu cái Mai này nó khai ra. Thì lúc đấy mình phan xin thằng Hùng bảo không phải bác. Thằng Hùng này rất dễ tin người luôn, mình bảo cái gì nó cũng nghe mình luôn. Thằng này đấy, thằng Hùng đấy, nó không biết gì đâu. Rồi thôi mình không bán nữa, không lấy cái nồi xe nghe gì nữa. Nhưng mà thằng Hùng ấy, mình nói thật là nói nó cũng tin, nhưng mà mình uống nhiều thật luôn. Hôm qua mình uống quá nhiều luôn, mình không uống ít đâu, uống một cốc
đấy cũng phê phê rồi. Đấy phê xong là mình lại uống một cốc nữa. Mà hai cốc mình say thật luôn. Nhưng mà uống rượu vào trong người cũng sướng thật. Người khác thấy mệt mỏi nó chua tan đi đâu đi hết. Mai lúc nãy này, mẹ ơi, dạy về cuốc vườn rau đi. Rượu vẫn ngấm vào trong người ngủ vẫn còn sướng thật. Sướng thật luôn. Bây giờ có cái gì để đi đổi được. Không có gì để đi đổi được luôn. Nhà thằng Hùng à. Ôi, bên này cũng nhiều ốc anh ạ. Nhưng mà em thấy sao mẹ em lại chả mẹ thương anh thế nhỉ. Nhưng hôm nay thì em thương anh tốt với anh thật. Có khi là cho mình yêu nhau thật. Với cả bây giờ mẹ em không còn ai nương tựa ấy. Vâng. Chắc là muốn chắc là kiểu mọi người cũng khuyên mẹ nhiều chắc mẹ nghe anh nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà mấy hôm nay mẹ vẫn kiểu nói ác đi. Chắc là như thế thật không? Nhưng mà anh đừng có tin lời mẹ em quá anh ạ. Đến lúc mẹ em lật lọng á, nhiều cái lắm. Thế là chắc mẹ em đã vừa thôi. Không phải đâu. Em chắc chắn là mẹ em đã vừa thôi. Em cũng nghĩ nhiều quá về mẹ em luôn, chắc không phải đâu. Anh nghe đây này. Em chắc chắn là mẹ em đã vừa thôi. Ngay cả tiền của con gái còn lấy được thì tiền của em cắt tí lắm rồi mẹ em vẫn trộm được anh ạ. Dài mẹ em. Dài của mình. Mà bây giờ mẹ anh cũng biết anh là này. Chắc chắn là tiền đấy là của em với anh dành dụ mồi, nhưng mà bây giờ mẹ em lấy thì mình biết làm thế nào được. Tiền đấy của em với anh đi làm vất vả chứ. Anh cũng định đấy đi lấy gà ấy. Em bảo là hôm đấy rồi. Em bảo là mình đi mua lấy cái cây chua chua đấy về tích góp đấy nên là để mua gà rồi. Mua ít nữa thôi nhưng mà mẹ còn làm thế với em gì. Ôi đây này ốc to thật anh ạ. Lúc nãy thằng Hùng con Mai bảo mình bảo là quái rau này bao nhiêu, nó bảo 40.000, nhưng mà cái quái rau này to thật, 40.000. Mình đi đổi một cốc rượu đi còn được. Nhưng mà mình vẫn phải giả vờ đó. Giả vờ mình phải trồng cuốc cái vườn rau đi. Cuốc một luống rau. Cuốc lên xong là nó tí nữa nó về nó bảo là mẹ làm chưa, bảo ơi tôi cuốc rồi thì quái hết cho con rồi. Mình phải lừa nó thế. Con Mai sẵn sàng với thằng Hùng, kiểu nào nó cũng tin mình, bảo tí nữa về nó bảo ơi bác làm ác cái làm được đây. Tí mình không bảo mình cuốc xong mình quái xong rồi. Tí mình phải nói như thế. Mình có rượu mình ở rượu quen rồi, mình không có rượu mình không ở được đâu. Đấy, chảy toát mồ hôi luôn. Có rượu vào thì mình khỏe người ra hẳn luôn. Không có rượu chân tay mình các run đây, run cập cập đây. Mình rượu vào thì mình không đói cơm, không có rượu thì mình buồn nôn thật luôn. Bây giờ kiểu nào đi đổi một cốc rượu bây giờ, nhưng mà mình phải đi cuốc cái luống rau cho nó xong đã. Còn mình đi đổi làm đó, lấy cái này để đi mua đổi, làm giả vờ để cho con Mai thằng Hùng về kiểu nào nó chả tin mình. Mọi lần nó đi chờ nó cũng đi về muộn lắm, nói đến rượu thì mình cũng chả sướng à. Lấy cái này đi đổi đấy, ui đừng để cho nó bẩn. Thế thì mình lại bảo họ bảo lấy về lâu, thì mình lấy đi mấy người rồi đấy. Mày tin tao đi Hùng, hi Mai sướng chưa? Mày còn non còn dại lắm, còn ngu lắm không à. Tao nói gì mày cũng nghe tao thôi. Cốc xong là mình lừa bảo mẹ quái rồi, quái hết cho các con rồi. Hai ba hôm nữa nó mọc đầy. Hai ba hôm thấy không mọc, Tao lại lừa thằng Hùng bảo là trời mưa quá nó không mọc. Tao nói thế thằng Hùng kiểu nào nó chẳng nghe tao. Riêng thằng Hùng nó ngu lắm. Tao nói gì nó chẳng nghe. Con Mai nói không, con Mai nói tao nhiều lắm. Nó bảo em đừng nói mẹ em nữa. Đấy thấy chưa. Sướng đấy nhỉ. Ông ấy, từ mình ấy anh nhờ, thế là ông có trả ăn được cơm, ông bỏ cơm rồi luôn mẹ.
bây giờ ông ngày càng già đi ấy, xong là tóc bây giờ mấy hôm nay thấy bạc thêm nhiều hơn rồi, mà già hết đầu rồi. Ông này chắc là dạo này cũng hơi yếu rồi mới xuống. Chắc là kiểu lâu không xuống thăm em ra nha, chắc là nhớ là cũng thăm. Bây giờ còn gặp mẹ em ở đây nữa, chắc là về suy nghĩ nhiều lắm. Không kiểu ông lo lắng cho mình lại thêm bệnh nha anh ạ. Ông thằng già tuổi này bị bệnh không? Có người à, bệnh trong người. Mà ông cũng có tuổi rồi, ôi anh như này. Hay cả cái thằng quên cái nó cũng độc ác quá. Còn mới cái nhà của mình thôi không tán được, em cũng về đốt. Mà cầu mong là tìm được chủ mưu là cho nó đi tù xong làm cho nó thêm tội ra nhà. Nó khinh nhiều nhiều đó. Bây giờ tiền ra dọa nạt là vậy, thật là có tiền. Muốn lấy tiền về đập làm gì cũng được. Họ khinh thường em anh. Cái nhà của mình cũng đẹp mà, nhưng mình cả chuồng trâu chuồng bò không bằng chuồng trâu chuồng bò mà nó quá đáng được chị nha. Có quyền khinh người mình thế em ạ. Chắc là ra ngoài cho nó khinh người lắm anh nhỉ. Ra ngoài cho nó khinh người. Nhiều tiền như thế kiểu là muốn làm gì cũng được ấy. Thôi đi ra ruộng bên kia đi. Chắc là tìm nó tí nữa là vì không nó sụp không. Tí muộn quá. Cố làm nhanh đi. Xong là mình lấy đi về một cốc rượu để uống. Đây, nếu mà ai mình làm thế tao ra không à? Thế bác ơi, bác bảo hai ba hôm quái nó lên. Sao thấy nó mọc nhỉ? Tao đã phải ngu Hùng à. Mày còn dại còn non lắm. Tao lại bảo đây hoài hôm mưa quá. Bác quái rời sang là cái hạt rau nó thối rồi ấy, cháu à. Nó bảo vâng vâng dạ dạ bác tiếp. Riêng thằng Hùng nó kiểu nào nó cũng tin mình. Kiểu nào nó cũng tin mình. Bây giờ mình phải lấy lòng thằng Hùng lừa nó như thế. Nếu mà không thế mấy hôm nữa nó thế họ lấy thằng Nguyên xuống hiện trường ấy, thì mình kiểu nào khai ra kiểu mình. Thằng Nguyên ấy, thằng này đấy, khai ra mình kiểu nào mình cũng phải bị đi tù 10 năm đến 15 năm. Thì lúc đấy thằng Hùng kiểu nào nó bảo ôi mẹ của cái Mai bây giờ xuống đây không quấy phá rồi, cho các cháu yêu nhau rồi, lấy nhau rồi. Kiểu nào nó cũng bảo với công an là bây giờ cháu chắc là không phải là mẹ của cái Mai, chắc là thằng Nguyên khá làm thôi. Kiểu nào thì kiểu nó cũng nói như thế cho mình luôn. Riêng thằng Hùng đấy, bây giờ mình phải lấy lòng của thằng Hùng. Bây giờ mình phải làm xong là không làm đâu, thì tao làm hiền, tao làm giả vờ làm cho chúng mày thôi. Mà tao không quái đâu, tao lấy đi đổi rượu thôi. Đấy, ông chủ đất đây, nhiều đất thật đấy nhỉ, nhiều xá thật. Nhưng mà đợt này ấy, ông chủ đất đấy, mình cũng thấy yếu lắm rồi đấy. Hôm nay có nói được chuyện mấy đâu. Lúc ăn cơm mình nói con Mai thằng Hùng một tí, ông có ăn được bát cơm rồi, ông không ăn được gì luôn. Cái này á, bây giờ chắc thế này, mình phải ở với thằng Hùng con Mai mình cứ giả vờ dỗ ngon ngọt. Kiểu nào sau này ấy, ông chủ đất chắc là cũng giao cái sổ đó cho thằng Hùng con Mai. Thì sau này ấy, giao cho con Mai thằng Hùng thì kiểu nào họ để đâu mình trộm cái bán được cái vải đấy, đất rộng như thế, đất rộng mênh mông như thế bán cũng được vài mấy chục đấy. Sau là mình lúc đấy là mình bán cho mình trộm lấy về luôn, mình không ở cùng nữa, mình lấy cái sổ đó mình lấy đi bán luôn. Ông bây giờ rào được này, ông già lắm rồi, ông bảo với thằng Hùng, Hùng ơi Mai ơi, cố gắng làm ăn cùng nhau, cố gắng làm ăn nhé. Ông bây giờ về á, ông các cũng phải mấy tháng ông mới xuống. Ông đợt này ốm lắm rồi, ông đợt này nhìn thấy ông yếu lắm rồi, ông nói không được chuyện rồi, ông không nói được to thế nào rồi. Mình quát con Mai ông có nói gì đâu, ông thấy thở thấy không, thở khó lắm rồi. Thấy thằng Hùng bảo là ông ơi thế để ăn cơm cháu đi mua thuốc cho ông. Ông bảo nhà ông có thuốc, ông chắc là nó thương con Mai. Thằng Hùng không có tiền có gì ấy, kiểu nào thương gì, thằng Hùng con Mai bây giờ có hẳn hơn triệu tiền kìa, không cần gì cả. Thằng Hùng con Mai ấy, ông đợt này ông ốm, ông rất giàu dài, nhìn già lắm rồi, ốm lắm rồi, đợt này nhìn nó xanh xao này, gầy gòm lắm rồi. Đây vườn xá mênh mông đây này, kiểu gì á, kiểu gì Mai có thể giao cho thằng Hùng đấy. Vườn xá mênh mông các thứ từ cái bờ bếp đất mênh mông hết, kiểu nào Mai ông không giao cái sổ đó để cho thằng Hùng thì mình cứ phải ở với thằng Hùng đi, ngon ngọt với thằng Hùng đi. Mình này ông giao cho thằng Hùng đi sổ đó cho thằng Hùng thì mình trộm lấy đi bán cái này vài chục triệu cho mình luôn, mình thoải mái ăn ở luôn, uống rượu ngày mình không cần làm mình cũng có ăn luôn. Mẹ bây giờ tôi gì phải mà làm mà hầu hạ hai đứa này. Mấy hôm nữa công an bảo là lấy thằng Nguyên xuống hiện trường để làm hiện trường như hôm nọ đốt kiểu nào, thấy xuống hiện trường. Nhưng mà kiểu nào thì kiểu bây giờ á, thằng Nguyên khai ra mình cũng đéo sợ thằng Nguyên luôn, nó khai ra đấy. Đây
ơi, mẹ của cái Mai bảo tôi đốt để bảo tôi đi tán cái Mai, tán tỉnh cái Mai này, tiền các thứ nó bảo tôi về đập các thứ này. Đấy là bà của cái Mai, mẹ của cái Mai bưu cho nó làm hết, nó nói thế. Nhưng mà mình bây giờ mình phải lấy lòng thằng Hùng, bây giờ kiểu nào thì kiểu mình phải lấy lòng thằng Hùng, xong mình cứ bảo với thằng Hùng, thằng Hùng bảo gì thì mình hộ thằng Hùng. Bây giờ nó thấy mình làm việc ấy, nó về đến nhà thấy mình đây, mẹ cái Mai làm giỏi cái này cái nào đấy, bảo mình cuốc vườn rau thì mình cuốc cho rồi. Bây giờ kiểu nào thì kiểu đến thằng Nguyên khai ra mình cũng đéo sợ, khai ra kiểu nào thì thằng Hùng nó cũng không phải lấy mẹ cái Mai đi tù nữa. Bây giờ nó cũng mẹ cái Mai bây giờ không làm gì cho bọn cháu rồi, về nó cho bọn cháu yêu đương nhau rồi, cũng hộ cháu làm việc rồi. Kiểu nào thằng Hùng nó cũng nói với cán bộ như thế. Xong đã, nhà cửa này cũng của bọn con làm thôi, thì bọn cháu này nếu mà mẹ cái Mai làm thì nó chắc nó không cảm cho mình riêng Hùng ấy, nó cũng chắc là không cho họ lấy mình đi tù đâu. Cố gắng làm một tí nữa cho nó xong đi, đéo tội gì phải làm. Không được, tí thằng Hùng còn Mai về bảo mẹ quái cái lúng rau mẹ sao không tới cái đất nhỏ nhỏ ra. Không được, mình làm xong đó, xong là đi. Tí mình mới lừa về bảo mẹ quái rồi, cũng siêu, tao đéo tội gì. Tí về kiểu nào nó mà chả tin, mình tới cái đất nhỏ nhỏ ra kiểu nào nó chả tin bảo mình quái vườn quái rau rồi. Mình cũng phải khôn ra chứ. Nhưng mà thằng Hùng á, nó còn ngu lắm, mình nói gì nó tin mình lắm, mình nói cái gì nó cũng tin lắm. Đây, như cái hôm qua đây mình nghiện rượu lắm rồi, mình lừa bảo á, chân tay bác đau rồi, đi lấy thuốc về đắp thuốc cái này nọ, mai đưa hoặc là lấy thế đấy cho mẹ 200 đi. Đấy, tao nói nó vẫn tin lắm, thằng Hùng nó tin lắm. Nó làm nhiều rượu luôn, đéo toàn nữa. Đi đổi cốc rượu thì uống thôi, đây. Quái rau đây. Hùng, mày còn non còn ngu lắm Hùng Mai à. Tí về tao bảo tao quái rồi, mẹ quái xong vườn rau cho các con rồi. Đây, tao đi đổi cốc rượu. Tao là thầu thì làm nhiều. Tao không uống say rồi, tao ngu nhớ quá rồi. Tao khôn ra rồi. Tao đã ngu nhớ quá rồi, Hùng là Mai à. Bây giờ nếu mà tìm được cái thằng nhiều nhà của mình ấy, sau là mình bắt thằng Nguyên nữa, là bây giờ không còn ai quấy phá của mình nữa không. Với cả còn mẹ em ở đây với anh, với em thì em anh vẫn chọn ở đây mà. Vâng, nếu mà mẹ em tốt thì em mới chọn ở đây thôi. Chẳng qua là em không thích kiểu mình đối xử với anh như thế. Nếu mà mẹ tốt với anh thì không sao đâu em ạ. Không có gì đâu anh chấp nhận được mẹ em thôi. Tìm nốt xong là về đi, không muộn. Mẹ em ở nhà cũng lo đấy. Vâng, mẹ em ở nhà. Giờ lại lấy cái gì đi như hôm nọ hôm qua không? Lấy tiền kia, ở đây. Quán ơi, dạ. Chủ quán ở nhà không? Có. Chào chủ quán nhé. Vâng. Chào bà nhé. Vâng. Bà ơi, dạ. Chủ quán ơi, đây. Cái này cái thuốc nha, cái hạt rau ấy, cái thuốc cây bổ ấy, tâm bổ máu ấy đây. Nhà mình có lấy để quái không? Không ạ. Lấy đi, bán rẻ thôi mà. Bà bán bao nhiêu tiền đấy? Đổi cốc rượu đi nhé. Đổi rượu à? Vâng. Lấy đi. Đấy. Cái này họ bán đắt lắm đấy. Chẳng qua bán có 20.000 thôi mà. Đổi cốc rượu mà nhé. Đấy. Lấy nữa bà. Đấy đi. Đấy đi. Đổi một cốc rượu thôi mà. Đấy đi. Nhé. Đổi một cốc rượu thôi mà. Tôi uống một cốc này hôm nay uống ít thôi. Hôm qua cũng hôm qua uống mới có. Đây, bà mới rót cho tôi có hai nửa cốc mà. Tôi uống ít hôm qua, tôi uống ít chẳng qua hôm qua tôi ốm đấy. Ốm rồi tôi mới đi ngã ở ngoài bờ đường thôi mà. Hôm qua bà mua rượu uống ở đây, bà còn chửi tôi uống rượu say, còn chửi tôi bà nát quá, tôi không lấy được. Ơ, hôm qua có chửi bà đâu. Chửi bà ngã ở đây này, vật lộn ở đây này. Thế á? Đi đấy, cho một cốc này, hôm nay uống ít rồi nhé. Đổi đi, cho một cốc đi. Một cốc thôi nhé bà nhé. Một cốc nhé, đổi đây đi. Mai bà quái đi, quái này. Quái rau nó tốt lắm, ăn cái này thuốc nó bổ máu đây này. Đây,
cái né cây thuốc bổ máu ấy, mình cắt về mình nấu canh á, nấu xương này, hầm thịt này ngon lắm nhé. Người ở ngoài kia họ bán là 50.000 40.000, cái này mới lấy cho 20.000 thôi, bán lấy 20.000 một cốc bà uống xong bà không được, vâng, bà một cốc nhá. Đây, vâng vâng. Mình xay, mình quay, mình xay. Bỏ mình quấy nối trường bà. Em nhiều anh. Nhưng mà anh đừng có tin tưởng mẹ em quá anh ạ, à. Tin tưởng ít thôi. Anh mẹ chắc em là chắc là nhà thế là đủ anh nhỉ? À? Mình về đây thôi. Vâng, đi mua gà với cả tiêu để lần sau mình lại về nhà đây, để tí nữa sợ về muộn ấy em, để mẹ nhà một mình em thấy khi lo lắm. Tôi sẽ giải rửa qua. Mẹ em này, ừ, nguy hiểm đấy. Vâng. Em đi lấy cái chậu ở lấy cái gùi đi xong là vâng. Đi luôn để rửa qua đấy. Vâng. Đây bà ơi. Đây. Vâng. Bà uống xong bà về nhà nhá. Vâng. Hôm nay thằng Hùng mới lấy cái xe đẩy lên nhà tôi ấy. Ơ, thằng Hùng á? Dạ thằng Hùng. Mượn cả xe đẩy. Đấy bà, đấy bà về ấy. Bà say quá không biết đường về ấy. Không phải say đâu, tôi ốm mà. Không phải tôi nghiện rượu. Cái này tôi ốm, tôi uống vào nó mới khỏi thôi. Nhá, không nói nữa. Uống đi, uống xong về nhá bà nhá. Vâng. Mà hôm nay mình muốn uống rượu say và mình kiểu vào chủ quán. Và hôm nay nó sẽ đầy đầy như nó đi nhá. Đến đây. Để thằng cốc rượu là vào người mát hết cả người. Lúc nãy cũng có rượu run hết cả người, làm việc run hết cả người. Dậy cả mồ hôi. Rượu này ngon thật, thơm thật. Chủ quán là rượu này thơm ngon thật đấy. Thằng Hùng con Mai bảo là bảo mình hôi mùi rượu. Đấy hôm qua đấy, chủ quán mới cho có hai cốc kia còn hôm qua còn bóp chân tay hết gần nửa cốc rồi mới có uống được một cốc thôi. Bóp hết cả chân tay rồi. Còn bảo mình mùi rượu nặng nặng mà rượu này thơm thật chủ quán à. Rượu ngô men lá mà bà. Thơm lắm. Thơm lắm. Chủ quán có cái gì để nhắm à, nhắm rượu không nhỉ? Không có đâu, bà quá đấy 20.000 bà lấy thì rượu hết rồi. Thế á? Hôm nay mình không, lúc nãy mình cũng nói rồi cũng ít thôi. Mẹ thằng Hùng bây giờ phát hiện mình phát nữa không được. Bây giờ mình họ đang lấy lời khai là nguyên khai ra thì mình bây giờ mình phải lấy lòng thằng Hùng mình uống ít thôi. Thôi không có uống, uống rượu không thôi cũng được thôi. Chủ quán à? Bà người ở đâu ấy? Ở làng cách ở đây tầm 5-6 làng cơ. Bà không biết nhà tôi đâu. Bà không biết nhà tôi đâu. Nhiều uống như thế không hôi à bà? Không hôi đâu, ngon mà, thơm mà. Còn được không nhỉ? Còn lấy cho được một cốc nào nữa không? Thôi, bằng đấy thôi bà. Uống nhiều tí bà lại chỉ tôi. Để cho thằng Hùng phải đưa về ấy. Đừng nói thế, tôi không thiếu gì tiền đâu. Cái tiền của mỏ tôi lấy về cho ghê biết chưa. Hẳn 400 ghê, còn 360 chẳng qua là. Tôi không có uống nhiều đâu, chẳng qua là. Lấy cái gói này đây, gói rau này đây. Về thì nhà tôi bây giờ đầy. Tôi trồng cho con Mai á, thằng Hùng á, đầy luôn. Chẳng qua còn là mấy gói. Tôi lấy lên để bán, người ta bán là mấy. Ừ, mấy chục rồi mà chẳng qua tôi bán ít, tôi có đuổi có một cốc rượu ấy. Đấm thật luôn. Chắc là mình về. Tao cũng nói chút chút rồi mẹ. Mẹ em là chủ mưu. Nhưng mà mình có nghi ngờ là mẹ của Mai đốt nhà đâu. Hay là lại nói gì với Mai xong lại làm Mai nghi ngờ nên làm nói như thế. Đừng có nghi ngờ quá. Anh, mình nghĩ chắc là không phải bà đâu. Bà bắt cho mình yêu nhau thôi mà. Cái này hỏng hết rồi. Bây giờ mua mấy con gà nữa về xong là Mai bảo là lấy thêm ít bạt, ít lưới để vây xong là như là có gà có khói. Mai được anh với nhá.
Trả dù tí nào cả chủ quán à, thêm cho tôi một nửa nữa. Không được đâu bà. Bằng đấy là đủ 20 nghìn rồi. Một nửa nữa cũng được à? Không được. Đó, đủ tí nào. Quay rau đấy mới có được như thế. Vâng. Thế mai còn lấy không? Có. Ở nhà vẫn còn, cá đồ thức ra. Rau lấy gà lấy vịt cũng có nhé. Có. Nếu mà lúc nào lấy gà lấy vịt nhà mình mua không? Có. Thằng Hùng có gì đâu. Đầu hai thứ tóc. Không có con gà con vịt nào đâu. Không đủ tí nào. Thôi, thế thì về nhé chủ quán nhé. Ờ, bà về nhá. Vâng. Con lấy cũng có. Làm gì ấy? À, không làm gì đâu mà. Định đọc thôi. Của tôi à? Không không đọc thôi. Đọc thôi. Ai mà chồng? Bà về đi. Đừng có sờ đồ của tôi nữa. Bà về đi. Tôi về mà. Chẳng qua tôi đọc xem thôi mà. Có lấy cái gì của bà đâu? Đi nhá. Tôi về. Mẹ em cứ làm em cũng thương với anh ạ. Nói chung là kiểu nữ biểu hiện.